sau khi mà Ủy ban điều lệ của Thượng viện thông qua cái nghị quyết SCR 72 này rồi đó, thì chuyện gì xảy ra kế tiếp? Mà tại sao từ SCR 72 mà giờ nó trở thành SCR 17? Ok, tôi sẽ tôi xin cắt nghĩa cái điều đó cho quý vị khán giả cũng như anh Trường Thắng. Là khi mà cái nghị quyết đã được tiểu bang thông qua thì thông thường là cái tiểu bang được gửi lên trong chủ tịch Thượng viện, và ông chủ tịch Thượng viện phải sắp xếp chương trình để đưa ra khoáng đại. Ông chủ tịch Thượng viện lúc đó là John Burton, là một vị dân cử ở vùng San Francisco. Thành ra ngay tức khắc chúng tôi gặp cái sự rắc rối, vì ông ta từ San Francisco, và chúng ta cũng biết là San Francisco có tòa tổng lãnh sự của Cộng sản. Thì ông ta giữ cái nghị quyết đó lại và không đưa ra. Và ông ta biết rằng trong cái khoảng thời gian rất là ngắn, nếu mà ông ta giữ nó lại cho tới cuối cái nhiệm kỳ của Quốc hội thì lại phải bắt đầu từ đầu lại, và có thể rằng chúng ta sẽ không bắt đầu lại. Nhưng mà ông ta đã lầm ở trong cái vấn đề đó, là khi mà cái nhiệm kỳ của Quốc hội hết, chúng bắt đầu vào cái nhiệm kỳ mới, thì bà Thượng nghị sĩ Duchini phải làm lại, bắt đầu từ đầu và viết đưa ra trình diện trở lại. Và cái con số mới nó thành ra SCR 17, vâng, chứ không phải là 72, bởi vì cái khoảng thời gian đưa ra cái nghị quyết trước nó nằm sau, trễ ở trong cái năm, thành ra thành tới cái số 72. Dạ, vâng. Cái này đưa ra sớm thành ra nó 17. Vì vậy cho nên nó có cái nghị quyết là SCR 17 thay vì 72. Vâng. Nhưng mà cái SCR 17 đó thì lúc đó vị dân biểu Trần Thái Văn đã có vào Quốc hội Hoa Kỳ chưa? Quốc hội tiểu bang California chưa? Bây giờ tôi xin nhường lời lại cho anh Trần Sơn trả lời cái điều đó. Vâng. Và tiếp tục kể lại cái diễn tiến của SCR 17. Dạ. Và khi mà cái SCR 17 được đưa ra được Ủy ban điều lệ Thượng viện á, thì vào ngày 4 tháng 5 2005 á, thì cái debate đầu tiên á là đã gặp sự chống đối của cái đám thiên tả tại San Francisco. Vâng. Là gồm đó, tôi còn nhớ là tất cả là 7 người. Vâng. Một người là Phan Mừng ở San Diego, một người là Phương Tuệ Châu ở tại Santa Ana. Vâng. Và Vũ Đức Vượng, Trung Hoàng Chương, và cái 3 sinh viên của nhóm Việt Unity ở tại San Francisco. Vâng. Thì sau khi cuộc debate xong á, thì có 2 thượng nghị sĩ đã coi như là họ còn lưng khừng, là đó là bà Buen và ông Sedali. Yeah. Thì vì có vấn đề như vậy, vì có sự chống đối của nhóm thiên tả như vậy, thành ra nhờ chắc tôi đang xin nhờ đài phát cho cái đoạn hình mà có cái khúc mà nhóm thiên tả đến Thượng viện Hoa Kỳ để chống đối trong cái việc mà Thượng viện đang họp để có cái cuộc quyết định là có nên thông qua cái nghị quyết cờ vàng ở Thượng viện hay không. Dạ, nhưng mà thưa anh Thượng Thắng, thế này này, đây là cái debate đầu tiên. Dạ vâng. Debate đầu tiên chứ không phải là debate thứ hai. Dạ được, dạ được. Dạ. Cái đầu tiên này thì là... Học anh cứ nói. Dạ, đầu tiên này thì có cái nhóm thiên tả như vậy, thành ra cái 2 thượng nghị sĩ đã lưng khừng trong cái việc biểu quyết. Thành ra ông cái chủ tịch Thượng viện là ông Don Ferrata đã hoãn lại, trong 3 tuần sau sẽ ra điều trần lần thứ nhì. Vâng. Thì cuộc điều trần lần thứ nhì á thì rất là sôi nổi, vì cái nhóm phản chiến này á, vì là do toàn tổng lãnh sự của Việt Cộng tại San Francisco điều động rất là đông, cỡ khoảng 20 mấy người lận. Yeah. Nhưng mà lúc đó cái tinh thần của đồng bào của mình cũng rất là cao độ. Thì tất cả các đồng từ Nam chỉ Bắc dồn về tại San Francisco lúc đó, Sacramento á, lúc đó khoảng hơn 500 người. Vâng. Khí thế rất là cao. Và sau cái cuộc debate á, cái chuyện bất ngờ là tất cả 5 thượng nghị sĩ trong cái ủy ban điều lệ đều là bỏ phiếu thuận cho cái nghị quyết SCR 17. Đó một cái là điều thành công lớn của cái cộng đồng người Việt quốc gia tại California. Đó. Rồi từ đó làm thế nào lại đưa xuống cho cái nghị trường, tức là xuống floor để mà biểu quyết thêm, để mà có những cái cuộc thảo luận để biểu quyết, từ anh Sơn và từ ông Lê Công Nghiệp. Dạ. Ở trên Sacramento, cái vấn đề chính trị họ cũng có những cái đường lối mưu mẹo để mà họ làm việc cho thành công. Thành ra sau khi mà đã được tiểu bang chấp thuận rồi thì đưa lên Thượng viện. Và với sự đồng ý của ông chủ tịch Thượng viện, bất ngờ trong một cái ngày họp,
Trong một cái ngày họp đó thì bà thượng nghị sĩ Duchini đưa ra floor của thượng viện một cách rất là bất ngờ, tới tôi cũng không biết được nữa. Khi mà nhân viên của bà thượng nghị sĩ gọi điện thoại cho tôi biết là nó một tiếng đồng hồ nữa thì cái nghị quyết SCR sẽ ra floor, làm cho tôi cũng chưng hửng. Lúc đó bác ở đâu? Lúc đó tôi đang ở San Diego. Phải bay lên. Không có thời giờ để bay lên. Thành ra họ nói thôi không sao đâu. Chắc mọi việc cũng êm xuôi, khỏi cần phải bay lên, mà cũng không có thời giờ để bay lên nữa. Và họ đã biểu quyết với cái họ chấp thuận số 220, là bởi vì lúc đó có 22 thượng nghị sĩ có mặt ở trong phòng họp. Và khi mà quá 20 phiếu là đã thắng rồi, thành ra họ không cần phải bỏ phiếu thêm nữa. Dạ vâng, có lẽ là nếu được từ năng xin nhờ đại SPN cho phát cái phần mà thượng viện Hoa Kỳ, thượng viện của tiểu bang California cho biểu quyết nghị quyết cờ vàng. Và nếu có được thì có thể có phần âm thanh được không? Xin đại SPN cho nghe được phần âm thanh. Thực ra trong cái hoàn cảnh quý vị theo dõi hình ảnh là thương viện của cái ban canh của nhân vừa mới thông qua cái nghị quyết thời gian. Đây là hình ảnh của mình được tạo ra. OK, kính thưa quý vị, xin mời bác Lê Công Nghiệp tiếp tục với câu chuyện như thế nào. Là sau cái ngày đó, cái hôm đó mà cái đoạn video mà mình vừa coi đó, là cái ngày đó ngày nào thưa? Cái đoạn video mà mình vừa thấy đó là cái ngày mà tiểu bang luật lệ của thượng viện đã thông qua. Lúc đó thì cái phần phản đối của cộng sản đem trừng cải khoan trên 20 người. Thì họ tưởng rằng cái lực lượng của họ rất là hùng mạnh, nhưng mà lực lượng của chúng ta lại càng hùng mạnh hơn nữa. Chúng ta có trên 500 người. Vì vậy cho nên phòng họp có giới hạn, họ không vô được. Họ phải đứng ở ngoài hành lang. Và thật sự ra thì chính tôi phải kêu gọi những người đồng hương của mình tình nguyện đi ra bên ngoài để cho nhóm cộng sản đi vào bên trong, để cho họ có thể chống đối mình. Là bởi vì cái phòng chỉ chứa được bao nhiêu người, nếu mà mình không có ra bớt người thì họ không có vô được. Thì mình tỏ ra cái thái độ là cái dân chủ của mình, cái thái độ tự do, để cho họ thấy rằng mình không có muốn chèn ép họ. Tức là coi như mình không độc tài đến độ họ không có được tiếng nói, dù là tiếng nói phản đối. Đúng không ạ? Dạ đúng như vậy. Dạ vâng. Còn sau cái đó, sau cái đó là năm nào thưa anh Sơn? Thì đó là cái ngày 25 tháng 5 2005. 2005. Tức là sau đó đó thì cái cuộc vận động như thế nào để mang cái nghị quyết từ ở thượng viện xuống tới hạ viện và bị kẹt ở hạ viện như thế nào? Theo cái thông thường hay là theo cái luật ấy, thì sau khi mà thượng viện biểu quyết xong thì gửi xuống hạ viện. Tất nhiên là cái nghị quyết đó phải gửi xuống ông chủ tịch của hạ viện. Và khi mà gửi xuống ông chủ tịch của hạ viện thì ông chủ tịch của hạ viện thay vì đưa ra một cái tiểu bang nào đó để mà người ta quyết định rồi đưa ra khoáng đại, thì ông chủ tịch của hạ viện lại giữ lại đó mà không có đưa ra. Thì ông chủ tịch hạ viện trong trường hợp này là ai ạ? Ông chủ tịch của hạ viện trong trường hợp này là Fabian Nunez. Ông ta là của người của vùng Los Angeles. Còn một ông nữa mà nghe nói là ông này là người Mỹ gốc Hoa ở thành phố San Francisco. Ông đó tên là gì thưa ông Lê Công Nghiệp? Dạ thưa, ông đó là ông tên là Lee Lang Yi. Ông là một người Mỹ gốc Hoa, và ông là người trước đó vài tháng đã đi về Việt Nam, hay là được chính phủ Việt Nam mời về Việt Nam. Và ông ta là người khi bước xuống phi trường Nội Bài ở ngoài Hà Nội thì ông ta tuyên bố một câu là
Tôi thấy ở đây cũng tự do như là ở nước Mỹ. Thành ra mình thấy cái lập trường của ông ta là như vậy. Và tôi hỏi nhiều người ở trên Quốc hội thì người ta cho tôi biết rằng ông ta là một người rất là thiên tả. Và chính ông là cái người yêu cầu ông Chủ tịch giữ cái nghị quyết SCA 17 lại. À, nhưng mà ông này là người Mỹ gốc Hoa, nhưng mà đây là Hoa Đài Loan hay là Hoa Trung Cộng? Tôi nghĩ rằng ông ta là người Mỹ gốc Hoa mà không phải là Hoa Đài Loan hay là Hoa Trung. Ông ta là một người sinh đẻ ở đây. À, sinh đẻ ở đây. Dạ. Dạ vâng. Thêm một câu chuyện kế tiếp đó là khi mà bị ông Lee, ông giữ lại ở Hạ viện như vậy đó, thì cái Ủy ban vận động đã có những nỗ lực gì để mà đẩy mạnh cái việc này để cho cái nghị quyết SCR 17 được thông qua ở Hạ viện? Dạ. Cái này tôi xin được trả lời anh Tường thẳng thế này. Dạ. Là khi mà Lee Lương-ji đã hôn lại cái nghị quyết tại Hạ viện á, thì trong Ủy ban vận động cờ vàng hoạt động rất là mạnh. Mạnh nhất á, là cái cảnh ở tại San Francisco, là vì đó là Lee Lương-ji là nằm trong cái vùng của địa phận của San Francisco. Thì lúc đó là anh Nguyễn Phú là một ủy ban vận động cờ vàng mà trách nhiệm vùng San Francisco. Và chúng tôi liên lạc với anh là trực tiếp gặp Lee Lương-ji, và trong đó thì chị Thủy Tiên á, là cũng từng đi vận động cho Lee Lương-ji, và hai người này đã từng đi vận động cho Lee Lương-ji, thành ra họ trách nhiệm á, là họ sẽ gặp gỡ Lee Lương-ji để thuyết phục Lee Lương-ji. Và họ cũng tin tưởng rằng là Lee Lương-ji sẽ nghe theo lời thuyết phục đó. Thì thật sự ra anh Phú anh cũng rất tin tưởng điểm này. Nhưng mà sau khi lập Lee Lương-ji tại một cái quận ăn rồi đó. À, tức là anh Phú có đi gặp ông Lee Lương-ji ngay tại quận ăn trực tiếp. Dạ. Thì ủy ban mình đã có 3 người đi theo như vậy. Vâng. Trong đó thì Lee Lương-ji trả lời lưng khừng là sẽ không có đưa ra chuyện đó. Dạ vâng. Trước khi anh Sơn tiếp tục câu chuyện đó, Tình Thắng xin ngừng ở đây, tại vì mình cũng hết giờ cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì Tình Thắng xin được mời ông Lê Công Nghiệp, anh Trần Sơn và bác Phan Văn xin trở lại với quý khán giả SBN một lần nữa vào kỳ tới, cũng vào giờ này, trong chương trình lịch sử cận đại của SBN, để tiếp tục câu chuyện làm sao đấu tranh để cho cái nghị quyết thông qua Hạ viện, và cuối cùng rồi để ông thống đốc Arnold Schwarzenegger ký cái nghị quyết này. Tôi đang xin kính chào quý khán giả.